Em xin chào các bác thì hôm nay thì tiện một cái đơn hàng là khách hàng có qua trực tiếp ở cửa hàng bên em và có thử và chốt lấy hai cái sản phẩm là một cái bộ mic không dây Cái thứ hai nữa là một cái con vang cơ lai like số Cái bộ mic hàng chính hãng đến từ thương hiệu là PS Audio và mã sản phẩm của con này là con G600 Plus à, Thì thưa các bác là với thương hiệu uh, PS Audio là một cái thương hiệu mà đứng trong cái top đầu tại thị trường Việt Nam Thì bên em là bên đại lý phân phối của PS Audio à, thì tại thị trường Việt Nam thì sẽ có một số những cái hãng chính mà đang rất là hot gồm có DB Acoustic này, PS Audio này, Uh, AV Pro này uh, và một số những cái hãng khác như là CAVS hoặc là uh, acut Đấy là một số những cái hãng chỉ trong đó thì có DB Acoustic cũng như là PS Audio Thì là cái số lượng hàng mà cung cấp ra thị trường là nhiều nhất Thì với PS Audio thì uh, cái hàng chính hãng thì với những cái model của PS Audio thì không nhiều So với một số hãng khác thì không nhiều Nhưng mà PS Audio thì uh, có ít mã nhưng mà những cái mã hàng người ta thì rất là cô động về cái chất lượng uh, Cũng như là mẫu mã thì với PS Audio đầu tiên thì đó là loa à, thì các bác sẽ có cái mã là cái loa, loa full bass 30 à, Còn đẩy thì rất nhiều mã về đẩy ví dụ như là 3 kênh 4 kênh thì tương đối nhiều về đẩy thì PS Audio cũng rất là mạnh Và đặc biệt là mic của PS Audio thì chỉ có tầm khoảng 5-6 mã thôi 5 6 mã chính thôi nhưng mà cái chất lượng hàng của PSDO thì cực kỳ là tuyệt vời. Thì cái mã ở đây là con G600 Plus và cái sản phẩm này đặc biệt là cái chất âm rất là hay nhưng mà giá thành thì rất là hợp lý. Với cái khung giá nó chỉ tầm khoảng 4 triệu đồng thôi, ở tầm khoảng trên dưới 4 triệu đồng. Thì do là cái giá thành thì em quảng cáo cái sản phẩm và bán trong cái thời gian dài và giá thành thì nó sẽ thay đổi theo thời gian và để có một cái giá chính xác nhất, giá ok nhất thì phiền các bác sẽ liên hệ trực tiếp với cửa hàng ở bên em qua cái số điện thoại ở huyện trên màn hình. Và ở đây thì cái sản phẩm chính thì em đã đưa ra ngoài các bác nhé thì nó sẽ có hai cái tem mic này cái đầu thu ở đây thì cái logo thương hiệu này mặt toàn bộ là mặt phay nhôm màu đen chúng ta sẽ có cái màn hình hiển thị cho cái cột mic a và cho cột mic b thì trên cái màn hình hiển thị này nó sẽ có cái kênh sóng này tần số sóng ở dưới này cái mức độ sóng và cái âm lượng để khi mà chúng ta sử dụng ở đây ví dụ em sẽ bật một cái mic lên các bác nhé thì trên một cái mic ở đây thì nó đang hiện là cái mic b đã bật này và nó sẽ thông báo ở đây là cái lượng pin ở trên cái mic b để chúng ta chủ động ở trong cái việc thay pin và trên cái tay mic thì nó cũng có cái kênh sóng và cái tần số sóng cũng như là cái phần thông báo về lượng pin để chúng ta chủ động trong cái việc thay pin thì cái thân vỏ con mic này thì bằng hợp kim nhôm rất là chắc chắn và ở phần cầm thì nó rất là đầm tay chắc tay và đặc biệt là cái phần âm thanh rất là hay thì các bác sẽ nghe một đoạn em sẽ thử cái tiếng mic ở trên cái hệ thống này các bác nhé sáu bảy một hai sáu bảy một hai thì đặc biệt là với cái mic G600 Plus ấy, thì tiếng mic nó rất là nhạy và rất là sáng tiếng Và cái tiếng ấm của mic cũng rất là tốt Và đây là cái tem chính hãng của bên PS Audio này Và đây là cái mã kích hoạt bảo hành điện tử của PS Audio các bác nhé và ở phần phía sau này đây là một số cái tem này tem chính hãng này có hai dâu anten à, Cái đường tín hiệu ra thì nó sẽ có cái đường này là đường chung cho hai mic là đường rắc 6 ly Còn các bác muốn cắm riêng cho hai mic thì chúng ta sẽ sử dụng là hai cái rắc ca lông đây à, dành cho mic A và mic B đây à, Đường nguồn vào con này thì nó sử dụng là cái nguồn 12V và cái cục nguồn của nó là cục nguồn automatic có thể là sử dụng ở bất kỳ cái khu vực điện áp nào từ cái giải mà từ 90V đến 260V thì cái hệ thống này vẫn hoạt động bình thường và bên trong cái mic đây thì các bác thấy nó sẽ có một cái công tắc gạt này để các bác sử dụng cái chế độ là sóng xa hay sóng gần. Ví dụ như các bác sử dụng ở gia đình ấy thì chúng ta chuyển sang cái chế độ là sóng gần, sóng gần để tiết kiệm cái tối ưu cái việc mà tiết kiệm pin còn các bác đi làm sự kiện thì chúng ta sẽ gạt sang chế độ là sóng xa, à, chúng ta sẽ có cái à, cái độ xa khi mà chúng ta đi làm sự kiện và đây là cái cái hệ thống này thì nó sử dụng cái pin phổ thông là cái pin kích cỡ 2A, thì cái pin này thì các bác có thể là sử dụng cái pin sử dụng một lần hoặc là các bác có thể là mua cái pin sạc đều ok các bác nhé và đây em sẽ thử lại cho các bác cái chất âm trên cái hệ thống này. Ở đây các bác sẽ nghe lại cái chất âm ở trên cái bộ mic này Thì tiếng mic rất là ngọt các bác nhé Tiếng rất là ấm và cái tiếng chung và tiếng chép nghe rất là sáng tiếng Và đặc biệt là cái mic này thì khi mà các bác lên cao giọng các bác hát to thì nó không bị vỡ tiếng Một số những cái dòng mic thì khi mà các bác hát ở cường độ bình thường thì không sao Nhưng mà khi mà các bác lên cao giọng hoặc là hát to thì nó bị xé tiếng, nó bị vỡ tiếng Thì đó là do cái hệ thống mà xử lý cũng như là cái màng cảm nhận âm thanh nó không tốt Nhưng mà cái con này đặc biệt thì em đã thử và rất nhiều khách thì đã thử cái hệ thống này Thì âm thanh rất là tuyệt vời và khi mà lên cao giọng thì tiếng nó không bị vỡ không bị phá tiếng các bạn nhé thì thưa các bác là bên em thì là bên đại lý phân phối của một số hãng và bên em thì bán cái thiết bị âm thanh này thì cũng có rất nhiều năm kinh nghiệm và cũng rất nhiều những cái công ty thì biết đến bên em và họ chào hàng bên em thì bên em cũng tiếp xúc với rất nhiều những cái mã hàng của những cái công ty khác nhau à thì có những cái mã hàng ở trên thị trường thì bên em đã tiếp xúc qua thì với cái chất lượng của con G 600 Plus với cái khung giá nó tầm khoảng 4 triệu đồng thôi thì với cái khung giá mà 4 triệu đồng như này thì các bác sẽ so sánh ở trên thị trường nhé em nhấn mạnh các bác nếu mà các bác đầu tư với khung giá mà 4 triệu đồng, tầm khoảng 4 triệu đồng trên dưới 4 triệu đồng. Đó, thì đây là một cái mã hàng mà các bác sẽ lựa chọn đầu tiên nếu mà trong cái khung giá đấy. Có nghĩa là chúng ta đầu tư với 4 triệu đồng thì đây là một cái mã mà hợp lý nhất để chúng ta sở hữu G600 Plus của PFO. Và em nhấn mạnh các bác cái giá thành ở đây để em chỉ đưa ra để các bác tham khảo thôi, còn giá thành thực tế thì có thể là tăng hoặc là giảm theo cái thời gian. Các bác lưu ý như vậy của em. À, mã 600 của bên Perio G600 Blod và bên em là bên đại lý phân phối chuyên phân phối chuyên bán những cái sản phẩm những cái thiết bị mà phục vụ âm thanh hát karaoke với rất nhiều những cái mã hàng những cái model hàng khác nhau và bên em chỉ bán cái hàng chính hãng thôi thì khi mua các bác mua ở hàng ở bên em thì các bác hoàn toàn an tâm và để mà ủng hộ giúp đỡ bên em bằng một cách rất là đơn giản thì ở phần phía dưới video ở trên kênh youtube của bên em có cái nút đăng ký các bác sẽ ấn vào nút đăng ký để đăng ký khích lệ động viên kênh của bên em cũng như để xem sớm nhất cái những cái video em mới phát hành các bác sẽ ấn vào phần đăng ký cũng như là ấn vào chuông thông báo các bác nhé các bác ở đây thì em đóng hàng để bàn giao cho khách hàng này cái bộ mic này và bác ấy có lấy thêm cái con vang cái con vang này thì bên này em giới thiệu rất là nhiều rồi thì cái dòng vang này thì để mà nói về vang cơ, lai số thì đây là một cái con đứng đầu tại thị trường Việt Nam để các bác lựa chọn các bác nhé Mã con này cái con KM350 Pro V2 Các bác theo dõi kênh của bên em thì các bác thấy liên tục liên tục đơn lên đơn con này Con này thì quảng cáo quá nhiều rồi Thì em cũng đóng hàng con này con vang này thì đây là cái bao bì đóng gói của sản phẩm các bác nhé Đây ạ. DB Acoustic mã ở ngoài nó con này là con à, KM350 Pro V2 nó là hàng nhập khẩu chính ngạch các bác nhé Ở đây thì có phụ kiện là dây nguồn này, cái tô vít chỉnh này, à, điều khiển từ xa này, cái dây anten và quyển sách hướng dẫn sử dụng các bác nhé Các bác thì em bàn giao cho khách hàng đấy ạ. Con vang à, 350 Pro V2 với cả cái bộ mic à, của PS Rio. Anh về nhá. Vâng.